Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì bên mình mới về rất là nhiều các loại động cơ giảm tốc, hàng tháo máy Nhật nha. Tất cả đều anh em nhìn này, tất cả đều made in Japan nha. Cái này thì nó sẽ có hai loại, đó là động cơ, những cái con động cơ nhỏ này là tất cả đều chạy điện từ 12 đến 24 V nha. Còn những cái con động cơ mà loại lớn để quay làm chuyên làm quay vịt kia thì mấy con đó là điện 220 V. Thì ở đây mình có rất là nhiều các loại tốc độ khác nhau, từ nhanh đến chậm. Thì mấy cái động cơ này nó sẽ rất phù hợp cho anh em mua về để làm những cái công việc mà cần tải nặng, cũng như là vòng tua của động cơ giảm tốc thì anh em biết rồi, vòng tua chậm và tải tốt nha. Ví dụ như là ứng dụng trong các cái công việc như là làm bếp nướng tự xoay này, làm rèm cửa này, ống mở hệ thống, các cái hệ thống tự động, cũng như là các cái công việc ví như là anh em dùng để khuấy bột này, trộn thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dùng tay nhiều thì nó mỏi thì anh em có thể chế bằng động cơ giảm tốc. Rồi nói chung là vân vân và vân vân, bởi vì động cơ giảm tốc thì anh em cũng biết rồi, nó có quá nhiều ứng dụng. Thì cái lô hàng này nó rất là đặc biệt bởi vì nó tất cả đều là đồ cũ và nó đều là sản xuất của, đều là hàng của Nhật nhá. Đây. Mình sẽ cho anh em xem qua này. Đó, Japan nha. Ngoại hình thì hàng cũ thì anh em biết rồi, nó chỉ xấu xấu thế này thôi. Nhưng mà hàng Nhật thì bánh răng của nó chất liệu hợp kim, với cả động cơ của nó rất là bền. Đây. Đó. Này nó về theo hàng lô nên là nó sẽ bị chảy xước những cái tem nha. Tất cả những con nhỏ mini này thì đều là, đây, mấy con này thì còn siêu đẹp luôn. Ở đầu này có cả những cái nhông này. Đó. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết từng con cho anh em nha. Ở đây thì tất cả mình đều có đánh số rồi nhá. Những cái sản phẩm nào mà nó có cùng số thì nó sẽ có cùng thông số kỹ thuật và nó sẽ có cùng cái mức giá bán. Còn những cái con mà nó có số lượng nó ít thì mình cũng đã đánh số riêng và mình cũng đã để cái giá cho anh em xem rồi. Đây, ví dụ như là cái con này chẳng hạn này, con số 1, đầu tiên là con số 1 đi nhá. Đây, con số 1 cho con này mà. Đây, số 1. Con này thì đây, 3600 vòng này. Ở đây nó để nó DC24V. Mình sẽ bán giá 250.000 nhá. Con này hàng rất là to, con này chắc anh nghĩ anh em mua về chế xe điện hoặc là chế những cái vật tải nặng là rất ok này. Mình lấy bình ắc quy mình test thử cho anh em xem. Đây. Đó, anh em thấy chạy êm không? Đây, cái tốc độ của nó thì mình cũng đã làm dấu rồi nha. 50 vòng phút. Con này anh em mua về chế nướng gà vịt hay là làm bếp nướng, nếu mà tua nó nhanh quá thì anh em có thể chế cái thêm mạch điều tốc cũng được nha. Anh em chạy 24V thì nó sẽ chạy nhanh gấp đôi, 100 vòng. Đây mình chạy 12V thì nó sẽ là 50 vòng nha. Đây. Hàng quá đẹp luôn, chạy êm ru rồi, chạy mà anh em không nghe tiếng ồn nữa. Con này chỉ có một con thôi nhá. Đây, bạc đạn của nó này. Này thì anh em khỏi bị lo là bánh răng nhựa nha. Tất cả đều là bánh răng kim loại hết. Chút nữa mình sẽ mở thử một con cho anh em xem. Cái con này nó lớn thế này rồi chắc chắn phải bánh răng kim loại rồi. Đây. Hàng siêu đẹp, 250 nha. Anh em nào mua thì nhắn tin cho mình là số 1 kèm theo địa chỉ. Mình sẽ thu thêm 30.000 phí vận chuyển nữa. Anh em nào mua nhanh thì còn nhá. Còn nếu anh em nào mà mua sau thì có thể là người khác mua mất. Rồi, con số 2 này. Con này còn khủng khiếp hơn con đó nữa. Con này chế quay vịt thì tuyệt vời này, con này đúng zin luôn này. Đây, tem rách này cũng made in Japan này. Tokyo gì này. Tỷ lệ giảm 1.50, con này siêu khỏe nhá. Đây, bạc đạn này. Nhìn thì nó có vẻ hơi cũ cũ bên ngoài chút, nhưng do nó để ngoài bãi nó vậy thôi, chứ còn bên trong thì nó không vấn đề gì. Test thử cho em xem nhá. Con này 30 vòng 1 phút tất cả mình đã đo hết rồi. Đây, đấy, em thấy không? Tiếng kêu ro ro này là tiếng của bánh răng kim loại nha. Con này thì mô men xoắn cực kỳ tốt. Con này mình nghĩ là anh em mua về chế nướng gà, nướng vịt thì tuyệt vời. Giá 350 nha, số 2 cũng một con duy nhất. Rồi, số 3 đâu? Số 3, con này hơi nhỏ, 40 vòng, em chế nướng thịt ở gia đình là ok. Trục của nó hơi xét dỉ chút nha. Và cái hộp số này của nó, mình sáng mình test mình thấy nó kêu hơi ồn một chút, nên là giá rẻ. Anh em mua về vệ sinh cho thêm dầu mỡ là nó êm ngay. À,
Đấy, nó kêu hơi ồn, tiếng bánh răng kêu hơi ồn nhá. Cũng 3 40 vòng một phút phù hợp chế bếp nướng luôn nha. Hay là anh em về mua về làm cái gì thì làm. Đây. Bạc đạn này. Xịn không? Ấy, 24V nhá. Anh em lưu ý là tất cả những cái dòng mà ghi 24V này là mình đang thử với điện áp 12V, và nếu chạy 24V thì tốc độ nó sẽ tăng gấp đôi. Ví dụ như cái con này chẳng hạn, chạy 24V nó còn khỏe hơn nữa mà nó chạy 60 vòng. Con này chạy 24V nó sẽ là 40 vòng nhân 2 nha. Đây là 40 vòng nhân 2 là 80 vòng, chạy 12V là 40 vòng. Đây, con số 3 là chỉ có 100 ngàn thôi. Anh em nào nhắn tin đặt hàng trước thì mình sẽ để cho người đó. Rồi, tiếp theo số 4. Số 4 con này nó nhìn nó giống với con kia nhưng mà cái tốc độ nó lại hơi quái dị. 190 vòng, hơi nhanh. 190 vòng này. Tốc độ cao. Ấy. Sáng mình dán đề can mình đo rồng vòng tua. Anh em mua con này về chế xe đạp điện cho trẻ em là ok. Tua này chạy 24V là 380 vòng. Đây chạy 12V nó đã nhanh rồi. Nha. Rồi, 100 ngàn anh em nào cần thì bình luận số 4 hoặc là nhắn tin số 4. Rồi gửi địa chỉ qua cho mình alo lại mình chốt cái một luôn. 30 ngàn vận chuyển nữa là xong. Rồi, tiếp đến là số 5 nha. Số 5 có đúng một con thôi. Con này không phải động cơ giảm tốc nha. Đây, động cơ 24V thông thường, chạy 12V cũng được. Chạy 12V thì anh em nhìn này. 2010 RPM 3000, tức là 24V. Mà vòng tua 3000, chạy 12V thì nó chỉ còn 1500 thôi, hai bạc đạn nha. Mình sẽ đo cái trục cho anh em xem này. Đây. Trục 6 ly nha. Trục 6 ly. Trục D 6 ly, đường kính motor đây. 53. Chiều dài này. Chiều dài hơn 100. Khá là to nha. Test luôn này. Ấy, chạy ro. Mô men xoắn cực kỳ khỏe. Anh em chạy 24V thì nó sẽ là 3000 vòng nhá. Rồi anh em mua về chế cái gì chế. Giá 150 ngàn. Đó, anh em nào vào việc thì có thể bình luận cái số 5 này cho mình nhá. Nãy mình cũng quên không đo kích thước mấy con này. Đây, nhưng mà anh em nhìn như vậy là anh em cũng có thể nhắm được cái tỷ lệ của nó rồi, mình sẽ đo lại nhá. Số 2 là trục 8 ly này. Kích thước thì to hơn cả bàn tay như thế này. Mấy con số 4 này thì mấy con này thì đa phần là trục 6 ly hết nhá. Chỉ có số 2 với số 1 thôi. Số 1 cũng là 8 ly thôi nhá. Mấy cái hàng lớn thì là trục 8. Trục D 8 ly. Rồi. Còn mấy cái dòng khác thì chút nữa mình sẽ số 5 rồi này. Rồi như vậy là hết rồi. À, tới cái số 6. Rồi, đây bây giờ mình sẽ qua cái số 6 nhá. Số 6 này, số 6 này có tổng cộng 4 cái. Số 6 có 4 cái nha, giống nhau y hệt. Đây thông số đây. Con này tua siêu nhanh luôn. 450 vòng ở 12V và 900 vòng ở 24V. Con này mình nghĩ con này chế xe đạp điện. Trẻ em thì rất tuyệt vời. Đo nhá, đường kính trục 8 ly. Ở đầu có tặng kèm một cái đầu bu ly này, anh em về không dùng tới thì dùng cái lục giác mở tháo bỏ nó đi. Đường kính motor này. Đường kính này còn to hơn con động cơ 775 nhá. Con này nó khỏe hơn cái động cơ 775 á. Hộp số này. 60. Tổng chiều dài này. Tổng chiều dài con này nó phải đến mười mấy á. 13 14 như này, rất là to. Khá lớn nhá. Thử này. Đấy. Chạy êm không? Anh em có chạy êm không? Siêu khỏe nhá. 450 vòng một phút. Anh em chế xe điện thì lên dùng điện áp 24V cho nó mạnh nhá. Vì cả nó lên 900 vòng một phút. Chế xe đạp các kiểu cho em bé thì rất ok. Hoặc anh em sử dụng ứng dụng làm cái gì thì làm. Đó, mình cung cấp số vòng cho anh em rồi. Đều cùng hãng nha. Tusaka đây. Japan 24V này. Đó. Bốn con này đều giá 250 nha anh em nha. Hàng này còn quá đẹp luôn này. Ai nói là hàng bãi chứ. À, như mới. Rồi số 6 4 con được 250 nha. Đây. Tất cả mọi hình còn như nhau hết này. Rồi ok. Trục 8 ly.
Rồi, tới số 7. Số 7 này. Số 7 có 1 2 3 4 5 cái. Số 8 là nhiều, số 7 có 5 cái à. Số 7 5 cái nha, 30 vòng 1 phút. Đây. Con này thì nó nhỏ hơn này. Nhưng mà hộp số nó vẫn rất là lớn nha. Chẳng hiểu sao làm hộp số lớn như vậy, toàn là 60 không à. Bằng con kia luôn, có cái động cơ nó nhỏ hơn chút thôi, chắc chắn là nó sẽ yếu hơn một chút thôi. Đường kính 41, con này thì chắc là nó yếu hơn con động cơ, nó chỉ bằng, mình nghĩ là bằng động cơ 555 nha. Tải bằng động cơ 555. Đây, test thử cho anh em này, con này 30 vòng 1 phút nha. Cùng hãng luôn. Đây, anh em xem tốc độ 30 vòng nha. Khỏe lắm anh em ạ, nếu mà tỷ lệ giảm càng nhiều thì nó càng khỏe. Làm sao mà giữ được. Con này phù hợp anh em mua về làm, em mà chạy 24V thì là 60 vòng nha, mình nghĩ là phù hợp cho anh em mua về chạy làm bếp nướng gà vịt, hay là làm kéo cửa tự động, cửa chớp hay là cái gì đó chẳng hạn. Anh em nào mà vào việc thì có thể đặt mua nha. Giá 150. Đó. Số 7, số 8 này có 150 luôn, bằng giá. Và cái này nó số lượng nó cũng nhiều nhiều nên là chắc là mình sẽ tạo thêm một cái đường link của bên Shopee đi cho anh em nào thích nha. À, của xem ở của Shopee được, mình sẽ tạo link Shopee cho anh em nào đặt thì đặt nha. Giá 150, 30 vòng 1 phút. Rồi, tiếp theo là con cuối cùng ở trong cái dàn motor 1224 này. Sẽ là con số 8. Số 8 này nhiều nhất nha. Đây, có hai loại. Số 8 có hai loại, tốc độ bằng nhau. Đây, anh em thấy chưa? Cũng tương tự như con kia nha. Con này đặc biệt một cái là nó lại có cái đầu trục. Cái dòng này nó lại có cái đầu trục dài, nó thò ra đằng sau này. Tức là anh em sử dụng được cả trục đằng sau nha. Mình sẽ đo cái trục đằng sau cho nó bao nhiêu này. Đằng trước là giảm tốc, đằng sau là không giảm tốc. 3,94 ly. Test thử này. Sáu mươi vòng nha. Con này đó, 60 vòng 1 phút. Chạy 24V sẽ là 120 vòng. Rồi. Tiếp theo mình test thêm một con cũng 60 vòng này, nhưng mà cái kiểu nó khác một chút nha. Servo, Japan Servo. Đấy. Êm không? Chạy nghe tiếng hộp số quá êm luôn. Trục đằng sau này, tua này cũng mấy ngàn vòng, 4.700 vòng 1 phút ở 24V nhá. Đây mình đang chạy 12V, nó chỉ 2.000 mấy trăm vòng thôi. Rồi, đồng giá 150 hết nhá. Số 7, số 8 đồng giá 150 hết. Số 7 là 30 vòng, số 8 là 60 vòng nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ngẫu nhiên một con, mình mở cho anh em xem hộp số nhá. Cái con này là con động cơ nhỏ nhất này. Sẽ lấy mở đại một con luôn xem. Nãy nó có cái phần đằng sau này mà mình tháo bỏ đây rồi, nó khó xài quá. Này nó quay tròn, nó sợ là nó cắt đứt dây điện thì mình tháo bỏ hết rồi. Đây, cho em xem một số bên trong này. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Nhông của nó này. Đó. Trời bây giờ cũng gần tối rồi nên là ánh sáng hơi kém nha. Đây, tiếp theo này, số này. Anh em nhìn này. Còn rất là mới. Mình sẽ mở luôn cho anh em xem này. Hàng nói chung còn phải đẹp thì mới lấy nha, chứ hàng mà cũ quá rồi mình không lấy. Đây, anh em nhìn đi. Hộp số của nó đây. Rất là nhiều bánh răng, toàn bộ là kim loại nha, bên trong còn nguyên mỡ bò luôn. Đó. Anh em nhìn cái màu đen này là mỡ bò nha. Chứ không phải bị rỉ sét nha, còn mới nguyên ạ. Mỡ bò nó màu đen thôi, đây. Hộp số của nó sản xuất rất là chính xác nên là cái tiếng ồn nó rất thấp. Rồi.
Ok, để đây chút nữa mình lắp lại sau. Bây giờ mình sẽ qua cái sản phẩm loạt động cơ 220V. Đây là những cái động cơ 220V này. Đa phần là cũng đều của Nhật hoặc là Hàn nhá. Những cái động cơ này thì bản chất của nó là ở bên Nhật, nhưng mà do bên Nhật xài điện 110 nên là bên mình là phải quấn lại động cơ hết nhá. Nó chỉ được cái phần hộp số là zin của nó thôi. Còn động cơ này là đều đa phần những cái dòng này nha, mua ở thị trường là người ta đã quấn lại hết rồi. Mới chạy được điện 220V nhá. Chứ bên Nhật thì nó xài điện chỉ có một vài cái mẫu của Hàn Quốc á, thì nó sẽ có điện 220 nhá. Đây ví dụ như con này chẳng hạn này, Made in Korea này. Con này là zin nguyên bản chưa quấn, nó sẽ chạy 220 luôn nhá. Còn mấy con mà anh em thấy đều là Japan là đều là 110, thì tôi quấn lại hết rồi. Nhưng mà anh em yên tâm là chất lượng động cơ của Việt Nam quấn nó cũng rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Hộp số của nó là kim loại của Nhật, nó rất quan trọng là hộp số. Còn cái motor này thì Việt Nam mình quấn cũng rất là ok. Thì với những cái dòng này thì mình có rất là nhiều các loại này. Công suất từ nhỏ nhất là cái dòng 6W nha. Đây, dòng nhỏ nhất là 6W. 6W và nó cũng sẽ có nhiều cái tốc độ nha. Anh em mua quay vịt thì sử dụng 10 vòng, 20 vòng, 30 vòng, 40 vòng đều được. Còn anh em muốn sử dụng để làm những cái công việc khác cần tốc độ cao như là 80 vòng, 100 vòng hay là lớn hơn một chút thì cũng có thể liên hệ với mình. Cái dòng này thì sản phẩm là có nhiều, có sẵn tại Sài Gòn chứ không phải là có mấy con đây đâu nha. Anh em muốn số vòng bao nhiêu có thể liên hệ cho mình. Những cái mẫu này thì nó có các loại như là 6W này, 15W, hiện tại mình nó có 4 loại nha, 6W, 15W, 25W và 40W. Là mình sẽ bán giá dao động của nó khoảng từ 350 cho đến 800.000, tùy theo công suất lớn nhỏ nha. Tùy theo từ lớn đến nhỏ thì anh em nào có nhu cầu liên hệ thì có thể liên hệ trực tiếp với mình báo giá cho dễ. Hoặc là anh em muốn cái số vòng quay bao nhiêu thì cũng có thể liên hệ cho mình nha. Thế cái dòng này thì thường người ta sẽ làm nò quay gà vịt này. Chứ anh em muốn làm bếp nướng lớn thì anh em xài con 40W này. Còn làm cái bếp nướng nhỏ gia đình mini thì xài con 6W này. Hàng này rất là bền và nó khỏe nữa. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho anh em nha. Cái động cơ này thì anh em cần phải mua và cần phải đấu tụ sẵn nha. Nếu như anh em mua hàng á, bên mình sẽ lắp sẵn tụ cho anh em luôn. Đó, mua về và mình sẽ đâm làm dấu 2 dây. Anh em mua về cắm dây và chạy luôn. Đây, bây giờ mình sẽ thử này. Nó sẽ có, thường thì nó sẽ có 3 giây, mà 4 giây cũng được, 3 hoặc 4 giây. Thì sẽ có một cặp dây chung là anh em sẽ cấp nguồn trực tiếp. 2 giây còn lại thì sẽ đấu qua tụ như thế này. Anh em muốn đảo chiều động cơ thì chỉ cần đảo chiều cái dây cấp vào cái chân tụ một bên. Một dây này anh em sẽ băng lại nha, băng keo lại cho kỹ. Còn một dây này đấu vào điện này, nguồn điện này, đảo chiều thì đảo chiều hai cái dây tụ này nó đảo chiều. Tức là đảo cái dây mà cấp nguồn á, cấp vào bên này thì quay một chiều này, cấp vào bên đây thì lại quay một chiều khác. Đây nhá, mình sẽ dùng một cái ổ phích cắm nguồn như thế này. Dây này là dây chung này, là sẽ luôn luôn là phải cấp một dây nguồn này. Đó. Còn dây này sẽ cấp vào một chân tụ bất kỳ. Nếu anh em đảo chiều thì đảo hai dây này nhá, một trong hai dây. Bây giờ mình sẽ đấu đại vào đây. Và là vì nó là điện áp 220 nên là anh em chú ý đến cái vấn đề an toàn. Ở đây mình thử nên mình rất cẩn thận nhá. Mình sẽ cắm nó vào ổ điện cho anh em xem này. Đó, anh em thấy nó chạy rồi nhá. Đó, rất là khỏe nha. Tua này là nó khoảng tầm 10 vòng một phút nha. Chạy rất là êm. Bởi vì những cái dòng động cơ này á, nó phù hợp để anh em chạy liên tục trong thời gian lâu dài, nó không bị quá nóng. Do là tất cả những động cơ này đều là động cơ tua chậm, mô men xoắn khỏe. Đây, tua của nó chỉ có 1.500 vòng thôi. Đó, rồi ok nha. Thì anh em nào những cái động cơ này anh em cần tốc độ nhanh hơn, ví dụ như 50 vòng hay là 100 vòng thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ lấy về cho anh em nha. Ở đây mình có, hiện tại là đã có 4 loại là 15 này, 6, 15, 25 và 40. Anh em cần công suất lớn hơn thì cũng có thể liên hệ cho mình. Rồi, như vậy là xong rồi. Những cái motor này thì mình sẽ để đường link đặt hàng bên Sen Đỏ nhá. Anh em nào có nhu cầu thì có thể đặt mua. Mình sẽ để đường link bên Sen Đỏ. Còn những cái dòng động cơ nhỏ này thì anh em mua thì có thể bình luận hoặc là nhắn tin cho mình theo cái mã số này nhá. Mình sẽ điện thoại lại chốt đơn cho anh em.
Và những cái động cơ số 7 và số 8 này mình sẽ để bên Shopee cho anh em đặt nhé, vì nó số lượng nó cũng nhiều. Mấy cái động cơ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này thì mỗi cái chỉ có một cái thôi. Nên là anh em nào mua thì có thể liên hệ cho mình hoặc là nhắn tin qua nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Và nhớ bấm đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều sản phẩm khác nữa nha.